con này tay cầm thì chơi mình thích, chứ còn những con này mà chơi bàn phím thì ham lắm. Sợ thật, cái code Steam vừa mới lại còn hàng rồi, đã hết hàng một cái rồi. Bọn này mua nhanh. Sao có một nhân vật vậy ta? Em phải bấm start hoặc là ấy start ấy. Đây, start đây, nó là cái menu này. À thế à? Này nhỉ, đấy đây đấy. à à à à Đấy, đợi đến à, tôi làm sao tăng đổi nhân vật LB là đổi nhân vật. LP. Tí nữa là mà mỗi mỗi nhân vật lại có một ấy, một kỹ năng riêng. Gì đây? Cân đầu vân. Nhìn nhìn có tàn tạm không? Heroes beware. Bồ Tát nó lắm motor rồi đi. Tại vì trong qua remote mà mạng nó hơi yếu yếu thì sợ là nhìn nó hơi xấu thôi. À, lâu lắm không chơi lại lúc mình quên nút. À, nhảy này. À, con này nhờ thêm một vụ nữa là nó có cái hiện tượng bị kéo hình nha. Thôi, nhảy lên thôi. Ném gậy quay trở lại. Đây, cái này là chỉ có đường tăng với cả chư bát giới bay được. Là sao? Tức là đây là phải ra bên kia này đấy, cắt cần này, đó. A là nó quay à? Chết rồi, sư phụ teo rồi. Câu bê. Đấy, đánh vào hồn ma để sư phụ sống dậy này. Đấy, B là để xếp. Sống chưa? Sống rồi. À được, sư phụ sống được mà. Em muốn đổi đến sư phụ cũng được. Để... Ê. Ôi trời ơi. Ok. Đi lên người ta. Đây rồi. À, chắc là kéo hình. Kệ bởi một đồng là
Ôi, con này có trưởng ấy kìa, tốc biến kìa. Sư phụ bắn cao mê. Đâu rồi? Đây. Mình kéo màn hình xuống. À phải lăn. Ôi giời ơi. Đánh mình mạng rồi. Ừ rồi. Ôi giời ơi, giật cả mình. Ôi giời ơi. Có nhảy qua thôi. Rồi lại chết rồi. Đây. Ôi giời. Nhanh quá. Quên thì chết. Không đánh không cứu ấy rồi. Nó qua ra đây nó lại bay ra đây. Bắt
đấy rồi. Rồi, đang chết rồi. Chưa kịp siêu trưởng sư phụ. Rồi, sư phụ sống thôi. Nào, chết rồi. Sư phụ đây ạ. Quay về bên trái. Đây là cái gì vậy ta? Trông. Ôi, nói biết mình đâu. Game over là lúc mà mình không còn cái linh hồn nào đâu đấy. Này như là của trận tăng à? À, à lợi ích. Thằng nào cũng được. Ôi. Nhanh chuẩn bị bay này. Ôi giời. Phải bay qua cái trông đấy cơ. Trời màn này làm sư phụ lại còn bay nhanh. Rồi mày quá. Rồi để đánh cho mình ngồi. Ba người chết rồi. Sư phụ. Chết rồi. Ôi ôi. Vâng, đi nhanh ra đây còn xếp luôn. Remarkable. Đi nhanh quá chưa kịp thở. Rồi. Xuống xuống xuống. Màn 1 rồi đấy. Tiền trong này chỉ để thay quần áo của các đồng chí này. Ở đây có được 4 người. 4 người đi loạn lắm. Tại vì là sẽ bị kiểu cơ chế kéo hình ấy. Mà nhiều lúc là đã lỡ đi rồi, không chạy nhanh là bẫy. Là dừng lại đợi là cả hai cùng chết. Á á ô thật sự à, cái này là phải tôn ngộ không rồi. Rượu. Ai? Nhảy xuống dưới sao? A L cộng A.
quán Như Lai thần trưởng. Dạ. Hay là Sa Tăng. Ôi giời, giật cả mình. Ây da. Dạ. Suối á, suối làm gì? Ôi giời, đang lúc này chuối đi. Đấy, chết tôi đi này, khổ quá. Mẹ đi đâu cũng được, khổ quá. Tự nhiên lại chuối mới trùng đi. Ơ, thế thì sao mình lại biến thành chuối? Nhảy luôn. Rồi, ra đây rồi. Ui, tí nữa thì tè. Nốt cái linh hồn nữa nè. Bay lên đây. Em ở trong phòng này sẵn rồi mà. À, sư phụ làm việc đi kìa. À. Bọn này. Đây em phải bắn đấy ông ơi, bắn vào cái chân tròn. Rồi. Chắc là hết rồi. Cái gì như lai ôi ta lỡ bước cái này đấy kia à, bắt giới làm nhiệm vụ ít thứ đấy cho đi ké cái điều khiển cẩn thận nhé không nó chọc vào đấy là xịt đấy ý. Ê, ú hồn. Chết tôi mất. Này đi. Đi. Này biến tách. Chiều mạnh. Không rồi. Chắc là đẩy nó ra đấy. Đẩy nó xuống dưới. Ôi chết rồi. Chưa kịp ăn. Đấy, chắc là để... Đấy. Làm cầu. Đây. Đó. Bê đi. Rồi còn con bắt dưới ở dưới. Ôi sư phụ sắp hết máu rồi. À đánh cho mấy cái hoa đến nở thì nó mới ra đường. Sư phụ có nhảy quá. Sư phụ hay kiểu bay nữa hơi khó. Mấy cái hoa thì nó mới
làm cái bọn đấy nó hiện ra ấy, chứ không nó là hồn ma. Đấy, nó mà hồn ma là mình không đánh được. Đấm. Sang trái đã. Màn hình đâu rơi luôn, chết luôn. Phải đánh liên tục vì cái này nó hiện ra là có thời hạn. Phải đi chậm quá. Cái này
ăn rồi thì con chết. Tay quá. Ok, tay chân quá. Đánh vào cho nó vào cái hình tròn ở trên kia. Tới rồi chị ơi. Sư phụ nát thế. Thôi đánh nhau nghi mà vương rồi. Bắn gì ấy? Đánh con đánh nhau cá sấu mà. Trên sư phó à, thôi giờ xuống dưới ăn cái đất kiệm nữa. Đây. Nhảy đấy, nhảy là assassin đấy. Ôi trời ơi, hết cầu ngay ở cái đoạn. À.
B là Grab à. Rồi. Còn còn mình có thể quát mấy con này xong rồi bắn ấy. Cái phò ra tay. Ôi trời. À. Sao xin đi. Ôi trời. Cái con hắn chả sao vậy. Kéo hình này. Hôm nay là ngày xuất giá. Muốn ta được chỉ dân tộc. Nhìn nhầm lệch rồi. Đấy, đừng có ném tôi. Ông vừa bê phát là ném thành tôi rồi đấy. Cái gì đấy? Đi xuống dưới, chắn rồi, chắn cái tên này rồi. À, sang bên này để gạt cái cần. Ai? Nhảy lợn béo quá. Từ từ quay ngược lại, lấy cái tựa tung của không đã thì mới ấy rồi thì mới đi qua cái cầu được đây. Đấy, lại đẩy ra. Này, từ từ nha. Đi. Ôi nó nổ. Không, cái này có thể có gì đấy thôi. Rồi, cho này cần nghe đó. Đây, phải. Đấy, đát cho nó mạnh, cho nó sập cái này xuống. Ồ, vẫn chưa được, vẫn phải đẩy nữa. Ôi. Vậy
vừa rồi. Ôi ui, đây rồi, chắn được cái này rồi. Ui, không không kịp luôn đấy. Đồng tiền nên mình chỉ quần áo thôi mà gì. Để cho đổi custom cũng hay vậy. Chờ kịp. Chết hết luôn. À phải dùng con đâu không bay lên trước khi là mày hết ôi dồi ôi. Rồi đấy biết ngay mà mình có tơ phi vùng cũng bị chết. Cảm ơn tạ tướng rất nhiều. Đây, chúng tôi ném bom à? Thế gì vậy? Chúng ta đánh nhau nào? À, nhặt bom này của nó để ấy ném. B grab. Cứ bắn lên để miễn sao nó đấy. Mình như bị đứng đờ người đây. Rồi, một
lợn chết rồi. Này. Ơ, nhảy lên. Rồi rồi. Ấy phát là nhảy lên lưng luôn. Ơ sao A không được chứ? Canh. Ôi, xịt rồi. Để em ở dưới cho. Tại vì nó bị ấy kéo màn hình. Đấy, nhảy lên luôn. Ấy, ông lại nhảy chậm rồi. Sao phò mã vẫn nói nhiều như ngày xưa vậy? Làm ơn tới nghe giảng luận nhiều một chút đi. Làm phò mã có cái điểm này duy nhất là không hay chút nào. Đó là phải tới đây để nghe mấy bài giảng luận. Đổi skin nữa. Còn ngươi sao bữa nay ngồi im như phò tượng vậy? Mày thấy rác rồi. Hắn lúc nào cũng như vậy mà. Mẹ mẹ. Thấy các người vẫn chơi thân với nhau, ta rất là vui. Ôi trời ơi, mẹ lại bắt đầu tra tấn vào với phim trưởng rồi. Nhưng vẫn cố gắng bó tình huynh đệ. Đây là tổng hợp không skin mới. Nào, bình nước của ta ít thế này. Hả? Bình nước vào lưỡi. Kệ nó, người. Assassin mạnh quá.
Grab nữa. Rồi. Bắt đầu là mình ném vào chỗ nào ấy? Mình ném chúng nó. Ờ, có cái ở trên kia có thùng nổ kìa. À rồi. Để em chú con giới cho. Từ xem còn gì á. Anh vào quân gặp mình nào. Đây đây chưa. Một tới đây cũng có cách nào tới được. Nên là cũng lo. Đấy để đi lại luôn. Đi bên trái rồi. Mình khe này hẹp lắm. Ôi. Em lại phải sống trong nhà. Ôi. Thế thì không ăn được mấy đồng tiền kia rồi. Bên kia là để người khác ăn. Cha mẹ của em mất hết rồi sao? Ơ kìa. Chẳng ở đâu ta? À ở trên đấy là hết rồi. Nhớ rồi. Quay ngược lại về lôi anh ấy ra đây cơ. Anh ấy nhỉ? Đây, nốt đã này. Anh công họ không nữa cơ. Được, quay lại đây. Đột nhiên nó để được nhiều vàng. Anh thấy không giống em chút nào nữa. Người con gái đạp lên lưng của người ta. Đã biến đâu rồi. Làm sao chứ? Thì xuống đây thì làm gì? Nhớ làm thế nào để đẩy anh bát giới lên ý. À đẩy lên dốc, đẩy anh này lên dốc, đẩy ngược lại. Đấy, đẩy anh ấy lên dốc. Đấy. Cái này sao đi nữa. Đấy, không đẩy anh ấy quanh rồi, vào đấy. Ờ, hết rồi. Nghe lóm mà hiểu được như vậy không đơn giản. Nè công chúa. À. Cái gì? Trực giảng kim hán chủ. Lại muốn giảng quần nữa. Đây. Ôi chết chết. Cứ đi vào trong. Rồi. Xuống thôi. À, không thầy không vào được rồi. À, rồi sao tăng đấm. Đuổi tiên cho thằng tiên hay từ hướng ngược lại kia đẩy quá à không phải làm sao phải bắn lên mới được từ lên đây ấy đã có thể là lên trên đây là có cái chốt mở ấy đấy thì ngay đấy được rồi đấy mở cửa cho sư phụ rồi đẩy sư phụ ra đây bắn vào mấy cái trăng tròn dẫn thế gian bình thị hà dẫn trực giáo sanh tường hứa tình cảm của con người trên thế gian thật ra là cái gì ta sẽ trả lời thế này đó là tình nghĩa khi chúng ta không do dự mà nguyện thề sẽ sống chết cùng nhau đó chính là tình yêu. Không có nhỉ? Mình bắn đại đi. Không cứ chạy để được à? Rồi.
nhạc ghê. Chắc là đánh boss đấy. Này nhìn sư phụ nát quá. Rồi. Đó.
assassin. Nhanh đấy. Anh có nhảy lên ấy. Chết. Thôi xong tôi rồi. Ôi trời ơi, mình tệ, mình tệ. Ôi trời ơi, thôi xong tôi rồi. Nghĩa là rơi xuống thế này. Đã phải đi lại cái đoạn này. Quá. Nào, nào, bình tĩnh nào. Cái cú này thì săn ngay con viên. Ngày thì ai cho mày trên này, ai cho mày trên này. Màn này hoặc màn sau là mình còn có cái trò hóa sói cơ. Tức là mặc giáp, à mặc lên sói. Với cả phần dùng để đấy, cái này là để thâu spear này, bắn vào cái ấy kia. Rồi em cứ bắn đệ, bắn vào cái điểm tâm, à cái đổ tớp nữa. Ok. Nào ở đâu nữa là ném nữa. Lắp lên được. Cái này bị cẩu. Đây đây, để em ném đi. Cao. Ôi, vẫn thấp hơn tí. Rồi, phần này là ok. Ê! Xong rồi, xong. Ngoan, ngoan. Đấy. Bà đây, gọi đàn. Ú, thế đây là okay. Kiểu thịt thờ đấy. Coi như là điều khiển con này. Đoạn này là giải đố đây này. Đi qua đây này. À, gọi đệ để nó đỡ cái kia cho mình. Đỡ cái cọc ở dưới. Lên ở đây. Hai đứa thì mới xuống được này. À, một thôi. Một thôi thì cái trên nó mới hạ xuống.
Đấy. Bây giờ cho nó ra khỏi cái hố này. Ra khỏi cái hố này nhìn về kéo cái này xuống. Đấy. Nó không xuống ta. Là thành Ngộ Không thì bến là thằng ấy thì bay là được đấy lên được. Biến thử thành sư phụ xem ảo phết đấy. Thôi bây giờ đi xuống dưới đã nhìn đã. Thì về đây đã. Ôi giời. Đây là Phi. Phi. Bây giờ là phải giải cứu thêm một con nữa. Đúng rồi. Đấy, bây giờ điều khiển con kia kết nạp đệ. Đấy, mình đi như thế nào nó đi thế đấy. Nó ở một chiều ta, đấy cho nó lên này. Rồi, đi à, ném mình nhé. À, bây giờ ném, mình phải ném. Game. Đấy. Chắc phải điều khiển con kia ném rồi. Nó chỉ ở đấy thì thôi, à đấy. À. Sát góc nữa nè. Đẹp quá. Ném vào cái thùng. Đấy, nó sẽ xuyên qua là sao ra? Được, hay là mình ở bắn ở đây cho cái gì nó xuống. Ừ.
Em hiểu rồi, đây rồi, đây 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 chị để. Ôi, đi ra hẳn đây với em đi, đi ra hẳn đây, ở đây. Rồi. Đấy, nghĩa là phải ném cái mồi lửa ấy. Đấy, nghĩa là phải ném cho cái tên, cái lao ấy nó có dính lửa thì nó vào cái ấy. Rồi. Nó phải dính lửa thì nó mới nổ được. Nghe mà dính quá. Tự. Điều khiển em đi. Em ấy làm gì có gì được ta? Vẫn phải điều khiển em ấy qua đây rồi. Em ấy đâu? Này. Sao nó tắt ta? Đấy, bây giờ vẫn phải có em ý ở đây. Mình ném, ớt tưởng mình ném được rồi. Không, nó ở chiều không gian kia. Nó ở chiều không gian kia. Phải cho em ý đi qua đây cơ. Đệ đâu rồi? Chết mẹ em, chết rồi. Chết đệ rồi. Đây, 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 đây. Nó hồi sinh rất chiều mà. Không không, phải làm nào để hạ cái cần. À đây, mình ở đây bắn đã. Quay ngược lại cho em ý lên. Một người dẫm ở đây đấy. Chị dẫm còn đấy, em ra rồi đúng không? Bây giờ nhá. Rồi, đi. Mà lại lấp vào mấy em đấy ạ. Ờ thế là bắt buộc ấy rồi. Ủa? Thật tiếc để em này không ta. Bán rồi.
bắn bắn phải có em kia bắn cái thùng đồ. Sư phụ cũng được. Có một em kia để bắn. Sư phụ thì phải có ấy cơ mà không hết hạn. Từ từ chấp. Không leo lực lên thì bắn lên dưới. Cho vào lửa ấy. Đấy, phải đợi lửa. Phải đợi lửa đấy. Không, đợi lửa nó phun ra thì mình... Thế biết sao bây giờ? Đợi. Không lên gì đây. Đã phát xin rồi. Đấy, đấy đúng. Ơ, chết chết chết, quên. B thì để đi bấm cần gạt. Ui, tính quá. Này để làm gì đó? Chưa biết. Hay là phải đẩy nó à? À, chắc là để em sói đi qua để còn bắn cái tên kia kìa. Bắn cái hồng tâm ở kia. Ồ, tại vì sói không nhảy được mà. Đây, qua đây phải mặc đã. À đâu, em mặc. Thế nhảy lên luôn. Ném. Con này cứ cái quy trình ném bay của nó là được. Đấy, bây giờ những lúc như này là đánh được nó này. Đấy. Lúc nó phục như thế là phải được ngay. Bay lên này. Không bay này, bay lên này. Bay lên, ôi giời, chưa kịp bay lên này. Đấy, nó bắt đầu đánh. Chạy, thôi. Lăn cho nó chết. Vào cái này xong hú. Nhớ mà lúc nó như thế như vào sau xong rồi ném. Sói này nhảy khó lắm. Lúc này phải có đệ cơ thì mới hú được. Máu vậy.
nhìn đầu thế. Vừa đạn vừa lông của nó. Rồi. Chơi chẳng chết hết rồi đấy. Chẳng đấy. Ủa ôi đau quá. Đát sao sao ấy. Thế là chứng tỏ. Lên ôi dồi. Ngắn được rồi. Ừ, chắc thế rồi. Á. Úi, quên. Quên. Nhảy lên này. Ủa, rồi, quá. Khó quá. Chị cứ lên đi, chị cứ lên đi. Yeah.
là mệt rồi, còn cả cốt tinh còn ba nữa, làm quả chuối đã. Nếu người có ba đứa này phải ăn quả chuối à? Rút kiếm ra trước mặt của kỳ thông dụ. Lady White. Vụt được phát vào mặt. Ai à? Ôi, thích đường tăng rồi. Nhập được
Vụt vào mặt. Ây à. Nào, anh đấy. Đoán hai cây. Hai cây cao nhất. Ờ. Úi trời. Ôi ơi. Còn bay thẳng ra ngoài rồi. Cắt mẹ, cắt mẹ hả? Ôi dồi ôi. Cho rồi. Đang đi nào. Bắt đầu xét đây. Đây. Ok. Chưa đánh. Mặt lem luốc lắm rồi, phần chết rồi. Nát. Nứt. Ái rồi. Chiều này của nó đã đảo rồi. Ôi. Ha, ha, ha.
giờ. Đập luôn, đập. Con này, con này. Nốt lần này, không ra đây đi. Điện hạ đi thăm viếng công.